Khoan cái ôm nha. Khoan cái này thì mình làm nhẹ tay. Mình khoan mình khi mà mình ép xuống thế này nè. Mình ép từ từ thôi, không được ép nhanh. Ép nhanh là nó dễ bị gãy cái mũi khoan. Nhanh quá là nó tức là gãy liền, chắc chắn luôn. Từ à, bây giờ khoan xong rồi, bây giờ bắt đầu vô là bắt đầu mới ngồi taro. Rồi bây giờ là mình taro. Như này nói là bây giờ mình dùng thẳng cái mũi taro Bali này. Đây là nó có hai mũi, một mũi phá và một mũi làm lên lại miệng này, làm một thô này. Thật ra mình không cần dùng ra đây, đây nhôm nó cũng mềm. Thì nếu mà tới cái bước này thì thông thường anh em mình sẽ làm như thế này nè. Nhiều người sẽ làm, mình cũng hay làm mà cũng bị dính chướng, tức là dùng cái mũi khoan kẹp trong mũi khoan đã chạy mấy anh đây thì đúng là nhanh thiệt á, nhanh lắm. Nhưng mà nó có một cái nhược đó, nó là nó dở bị gãy cái mũi đây, nó tức là nó gãy liền, không phải nhôm nó mềm mà nó không gãy đâu, nó gãy nhiều lắm. Thì mình cơ cái làm cái đây nó vẫn gãy các bạn.
nhưng mà cái đây mình chủ động, mình thấy nó là nó cứng cứng là mình lòng mình dịu dịu, mình không ép nó nữa ha. Taro ha. Kiểu nó như thế này thôi đấy, làm hết bao nhiêu rồi cũng đuối á. Nếu mà mình vặn vặn tới thế này mà nếu nó nặng tay thì mình vặn ngược lại ha. Nó nặng tay nè, nó coi nó cầm 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 nhịp nhịp rồi nó gãy tiền như đây là coi như bỏ một cái lỗ. Còn cái cách nào nhanh hơn, nếu mà có máy CNC thì nó sẽ, thứ nhất là mình sẽ khoan mấy cái lỗ ra, biết CNC có làm ren được không, biết CNC mình làm ren được là chắc tiền hơi bị cao. Còn CNC khoan mấy cái lỗ này thì cũng không đến mình nhiều, có tiền chắc có đầu tư cái CNC cho nó tiện này. Chắc mất mấy chục nha. Phá đi, phá nó cái đầu nó nhỏ hơn, đầu to nó khó. Đành vặn, nhớ là không quá mạnh tay nha, mạnh tay là nó sẽ tức, nó gãy mũi taro là mệt lắm. Nhôm mình taro xong rồi các bạn, nhưng mà hơi bị thất vọng, công tình ngồi taro muốn chết mà trúng cái nhôm nó mềm quá, thì là ren nó gần như là không đạt. Nhưng mà không sao, thì mình dùng bộ ốc vít đen như thế này mình nhận nó vẫn được, vì ốc bắp sò gai mịn như thế này